Nghe có cái mùi gì đâu đã trời ơi. Cái gì vậy này trời? Vừa mở mắt ra thôi mà đông cứng như vậy nữa rồi. Sao ngày nào cũng phải dọn một đông cứng như vậy? Chán thiệt chứ. Cái nhà tôi mà giống như là cái nhà trước cất chi đó. Tôi đâu có tự nói được đâu trời ơi. Chán thiệt chứ, bây giờ dọn hết đống này nữa. Trời ơi là trời, cái thằng quỷ heo này á. Hình như mình ai mới chửi mình thì phải. Nghe nó nhột tai ghê. Kệ đi. Tối ngày xây cho nó cái nhà rồi thì nó không mỉa. Nó để cái nhà xây xinh đẹp của nó mà nó không chịu ý. Tối ngày nó cứ leo lên giường tôi, leo lên phòng tôi. Ở đâu cũng là cức cức của nó khôn nó. Cái chỗ mà tôi xây cho nó, mọi người thấy không? Nó không chịu ỉa. Nó ỉa đúng ở nhà tôi thì thôi à. Giờ nó ra ngoài nó ngủ. Trời ơi, có mình tôi chịu thúi à. Nó không chịu. Có ai khổ tôi không? Trời ơi, tôi tức lắm rồi. Hôm nay tôi phải ra, tôi xử lý hết mấy cái thằng heo này. Hồi bữa nó rủ bạn nó về, tôi đã dọn dẹp mệt mỏi. Và hôm nay nó còn dám ỉa ở đây nữa. Thằng này muốn đặt luôn cái bảng của nó ghê vậy á. Viết trời ly lạ mà không có nghe lỡ gì hết trơn á. Heo, tại sao em lại vô phòng chị em mẻ hả heo? Em trả lời cho chị một câu nghe coi. Chị đi chơi đi chị ơi. Không, sao không chơi được? Mấy thằng hôm mi của ẻ mà em à. Tại sao lại vô nhà lên giường của chị ngủ mà em mẻ luôn hả heo? Em giỡn với chị hả? Em thấy chị thương em quá, em đối xử với chị vậy hả? Tàn nhẫn với chị quá mà. Trời ơi, em chưa ỉa trên người chị là may lắm rồi đó. Ơi, chắc tao ăn thịt mày luôn quá. Hơi, chửi thằng quỷ heo này từ sáng tới giờ cũng mệt rồi. Thôi đi vô ngủ, không thèm nói chuyện với mày nữa mày. Giận mày luôn, bo bo thầy mày luôn mày. Đồ thấy ghét. Không ai thương nữa mày. Mệt mỏi quá đi thôi à. Sao một đêm mệt mỏi gì chửi con heo. Mình cũng dậy rồi. Ủa mà sao cái cảnh này đâu có giống nhà mình đâu ta. Ủa cái này là ở đâu vậy? Đâu vậy? Ý, cái gì mà màu đỏ không sao mình ở cái coi nhà gì mà trên không vậy nè trời. Ôi cha trời ơi. Ở đây là cha trời. Ủa dưới có cái mấy con gì sao nó lạ quá vậy ta. Chắc tôi phải xuống dưới thử một chuyến. Ôi cha, đau cái mông của tôi quá, đi thôi về nhà. Không hiểu sao tôi có thể ở cái ngôi nhà trên không đó được luôn chứ. Đập hết cái mông của người ta vậy chắc tầm tím luôn rồi nè. Ủa trời ơi, cái con này là cái con gì vậy ta? Sao mà có chút xíu vậy? Nhìn nó giống cái con chó mà lông xù màu trắng. Ê, đứng lại mày. Chưa coi hết, ôi ở đây nhiều con quá. Đẹp quá đi thôi. Ê, cái con này mình bắt gì nuôi được không ta? Phải tính toán chi ly, cắt giục thằng heo qua bên để nuôi mấy con này được á. Thôi con này làm sao để đem nó về nuôi ta? Nhìn nó đẹp đẹp như sao á, mà nó nhỏ xíu à, nhìn cưng quá à. Giống mấy con chó vậy đó. Ê, mà hình như nó không phải là chó, nhìn nó có lũ tai giống con gấu á. Ê, quỷ heo. Quỷ ỉa nhiều quá trời quá đất nè. Thôi, để tao giết mày quá. Tao giết mày luôn cho mày coi. Tao không có đùa với mày nữa nha mày. Trời ơi, Tinh ơi. Cho mày coi. Tao không có đùa với mày đồ. Nữa nha mày. Tao xa Tinh rồi. Hoa đã tàn, duy đã phai. Tao không có chiều hôm nay trời thanh vắng nha mày. Giết mày làm thịt tao đói quá rồi mà. Ây cha cha, bỏ bé yêu vô đây rồi. Úi, cái gì vậy trời? Trời ơi, tôi nhớ hồi nãy nó nhỏ lắm mà sao mới đem nó về có chút xíu mà nó bự quá vậy nè. Trời ơi, bự vậy thì sao nuôi, chắc nó ăn thịt tôi luôn quá. What? What the fuck? Sáng thêm da đồng, em đi bằng cả tấm lòng. La 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 la. Mình lại mình thăm con gấu yêu dấu của mình mới được. Úi, gì vậy tao? Chị gì vậy? Chị giả nó ở đây vậy? Cái gì vậy? Hôm qua mình đem nó từ một chút xíu thì bây giờ nó bự như một cái con quái vật khổng lồ. Còn bây giờ á thì sao? Ủa, nó biến thành trắng đen rồi mà có chút xíu vậy nè.
moments later. Thôi bây giờ thì mình cũng đã cạn tiền rồi. Thôi cho nó ăn cứt của con heo đỡ đi. Mệt. Nè cứt nè, ăn đi mày. One eternity later. Ui, mình cho nó ăn có một cục cứt của con heo thôi á mà bây giờ nó bự tới như vậy nè. Không lẽ cứt của con heo nó kỳ diệu tới vậy hả ta? Chắc mình cũng phải ăn cứt của con heo để bự giống nó quá. Hết clip rồi. Và bây giờ á, nếu các bạn thấy hay thì like và share cho mình nha. Và muốn đón xem thêm những video mới nhất từ mình thì các bạn nhớ ấn subscribe kèm theo cái chuông để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều vì đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Và bây giờ thì bye bye các bạn.